Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. 367 người tiêm thử nghiệm vaccine ngừa COVID-19 Nanocovax giai đoạn 2. Học sinh Hải Phòng trở lại học bình thường từ ngày 8 tháng 3. Xử lý nghiêm vụ phá rừng tại Vườn Quốc gia Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ. Thưa quý vị và các bạn, ngày 5 tháng 3 tại di tích nhà tưởng niệm đồng chí Lê Thanh Nghị thuộc xã Gia Khánh, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hải Dương đã tổ chức lễ dâng hương dâng hoa kỷ niệm 110 năm ngày sinh Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Lê Thanh Nghị, mùng 6 tháng 3 năm 1911, mùng 6 tháng 3 năm 2021. Đồng chí Lê Thanh Nghị, sinh năm 1911, mất năm 1989, tên thật là Nguyễn Khắc Xứng, sinh ra trong một gia đình nhà nho có truyền thống yêu nước tại làng Thượng Cốc, xã Gia Khánh. Năm 19 tuổi, đồng chí đã trở thành một trong những đảng viên đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cuối năm 1937, đồng chí được Sứ ủy Bắc Kỳ cử về hoạt động tại Hải Dương. Tại đây, đồng chí đã xây dựng, tổ chức, tập hợp lực lượng và thành lập 3 chi bộ đảng tại huyện Ninh Giang, thành phố Hải Dương và xã Cổ Am, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng, tạo tiền đề cho sự ra đời của Đảng bộ tỉnh Hải Dương sau này. Trong gần 60 năm hoạt động cách mạng, đồng chí đã từng giữ các chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Nhà nước. Đồng chí là đại biểu Quốc hội từ khóa 2 đến khóa 7, đồng chí đã được tặng huân chương sao vàng và là một trong những lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và Cách mạng Việt Nam. Sáng cùng ngày, tỉnh Hải Dương cũng đã tổ chức lễ khánh thành công trình bia kỷ niệm nơi thành lập chi bộ đảng nhà máy nước Ninh Giang. Đây là chi bộ đảng đầu tiên của huyện Ninh Giang, là tiền đề cho sự ra đời của Đảng bộ tỉnh Hải Dương sau này. Trước thông tin báo nêu Việt Nam không nên đợi hết dịch mới đón du khách quốc tế, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các bộ ngành liên quan nghiên cứu, đánh giá và đề xuất biện pháp xử lý phù hợp. Tạp chí điện tử tri thức trực tuyến Zing News ngày 2 tháng 3 năm 2021 có bài viết Việt Nam không nên đợi hết dịch mới đón du khách quốc tế. Trong đó thông tin Tiến sĩ Lương Hoài Nam, thành viên Hội đồng Tư vấn Du lịch Việt Nam khuyến nghị việc mở cửa cho khách du lịch có chứng chỉ tiêm vaccine COVID-19 là cần thiết để nâng cao vị thế của du lịch Việt Nam. Hộ chiếu vaccine có thể là tiền đề để Việt Nam đuổi kịp đối thủ. Tuy nhiên, việc đưa tấm hộ chiếu này vào thực tiễn còn khá nhiều trở ngại, đặc biệt là về cơ sở pháp lý và công nghệ. Về việc này, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các bộ ngành liên quan, nghiên cứu đánh giá và đề xuất biện pháp xử lý phù hợp. Sau một tuần triển khai tiêm thử nghiệm vaccine ngừa COVID-19 Nanocovax giai đoạn 2, Học viện Quân y Bộ Quốc phòng và Viện Pasteur TP.HCM đã tiêm cho 367 tình nguyện viên, hoàn tất 65% mũi tiêm thử nghiệm giai đoạn này. Các tình nguyện viên được tiêm 2 mũi vaccine ngừa COVID-19 Nanocovax, mỗi mũi cách nhau 28 ngày. Nhóm nghiên cứu chưa ghi nhận phản ứng bất thường của các tình nguyện viên sau khi tiêm. Theo kế hoạch, giai đoạn 2 sẽ có trên 80 tình nguyện viên trên 60 tuổi tham gia. Hiện có hơn 800 người tham gia sàng tuyển, trong đó người cao tuổi nhất là 74 tuổi. Dự kiến đến tháng 5 năm 2021 sẽ báo cáo sơ kết kết quả thử nghiệm. Đến tháng 5, nhóm nghiên cứu sẽ có dữ liệu để báo cáo Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học quốc gia trước khi chuyển sang giai đoạn 3, thử nghiệm đa quốc gia với số lượng 10.000 đến 15.000 tình nguyện viên. Quá trình thử nghiệm lâm sàng Nanocovax được kỳ vọng sẽ hoàn thành vào cuối năm 2021. Trong khi học sinh lớp 12 mong sớm có đề thi minh họa thì với lớp 9 còn căng thẳng hơn, nhất là ở Hà Nội. Vốn được coi là nóng hơn cả thi đại học, nhưng năm nay thời gian thi vào lớp 10 cũng được đẩy lên sớm hơn. Cùng với đó, đây là khóa học mà phải trải qua 2 năm phải nghỉ học liên tục vì dịch COVID-19. Vì vậy, sớm công bố môn thi thứ 4 kỳ thi lớp 10, thậm chí có thể bỏ môn thi này là mong mỏi của đa phần học sinh Hà Nội hiện nay. Được trở lại trường học sau 3 tuần học online có lẽ là niềm vui lớn nhất đối với Tùng Dương cũng như tất cả học sinh lớp 9 của Hà Nội. Bởi chỉ còn 2 tháng các em sẽ chính thức bước vào kỳ thi cam go vào lớp 10 nên nếu phải học trực tuyến khiến các em rất lo lắng. Em thấy việc học trực tuyến nó không hiệu quả bằng khi mà học trực tiếp với các thầy cô thì em rất mong được đến nhà trường để học. Do hiệu quả học trực tuyến không cao, vì thế trong tuần đầu tiên khi học sinh trở lại, các trường đã tiến hành kiểm tra khảo sát và ôn lại toàn bộ kiến thức cơ bản cho các em lớp 9 trong thời kỳ học online. Ôn lại cho các con các mảng kiến thức
đã học qua online để các con nắm chắc được các kiến thức để các con chuẩn bị cho kỳ thi vào mùa sắp tới đang diễn ra sắp gần rồi. Tôi đã phân công từng thầy cô ở từng bộ môn để vào các buổi chiều, ví dụ chiều thứ 5 và chiều thứ 7 hàng tuần để hỗ trợ các em. Do môn thi thứ 4 chưa được công bố nên học sinh vừa phải hoàn thành chương trình lại vừa phải ôn luyện đồng thời tất cả các môn học. Áp lực như nhân lên khi học sinh khối 9 năm nay phải trải qua 2 năm học bị gián đoạn bởi dịch bệnh, trong khi lịch thi năm nay lại sớm hơn so với những năm trước. Vì thế mong muốn của cả thầy và trò là sớm công bố môn thi thứ 4. Em muốn công bố sớm để có các bạn đều có thời gian chuẩn bị thật kỹ. Rất là mong muốn Sở Giáo dục sẽ công bố cái môn thứ 4 thật là sớm để cho các con có cái tâm thế tự tin hơn trong cái việc là thi vào 10. Thậm chí trước tình hình dịch vẫn diễn biến phức tạp như hiện nay thì nhiều trường cũng đề xuất Hà Nội có thể nghiên cứu đến phương án bỏ môn thi thứ 4 của kỳ thi này giống như một số địa phương đã làm. Theo lịch thi lớp 10 của Hà Nội, năm nay kỳ thi sẽ được đẩy lên vào ngày 29 đến ngày 30 tháng 5, tức sớm hơn 1 tháng rưỡi so với năm ngoái. Bên cạnh sự chuẩn bị của các trường, nỗ lực của học sinh, giáo viên và phụ huynh thì cũng rất cần những công bố sớm nhất về phương án liên quan đến kỳ thi này từ phía cơ quan chức năng. Bộ Giáo dục Đào tạo đang thí điểm đưa thêm 2 ngoại ngữ là tiếng Hàn và tiếng Đức vào nhóm những ngoại ngữ 1 trong chương trình phổ thông. Như vậy với bổ sung này thì học sinh sẽ có thể chọn 1 trong 7 ngoại ngữ thay vì 5 như hiện nay. Vì thế học sinh có thể tăng cơ hội lựa chọn môn ngoại ngữ theo năng lực và sở thích của mình. Theo quy định của chương trình giáo dục phổ thông ban hành năm 2006 cho phép học sinh được lựa chọn 1 trong 4 ngoại ngữ, tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc làm ngoại ngữ thứ nhất, sau đó bổ sung môn tiếng Nhật và bây giờ thí điểm thêm tiếng Hàn và tiếng Đức. Như vậy, thay vì 5 thì nay các học sinh trung học phổ thông sẽ có 7 ngoại ngữ để lựa chọn. Phấn khởi là nhận định của nhiều em. Rất là vui vì cái tiếng của mình đang theo đuổi, được nhiều người biết đến hơn, được gọi là mọi người biết đến và sẽ có các em học sinh, các bạn học sinh sẽ cùng học cái thứ tiếng đó. Lý giải việc tại sao lại lựa chọn tiếng Đức và tiếng Hàn trở thành ngoại ngữ 1, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sau thời gian thí điểm là ngoại ngữ 2 ở một số địa phương và đạt hiệu quả, nhu cầu học tập của học sinh với hai thứ tiếng này ngày càng nhiều hơn. Đây cũng là nội dung thỏa thuận khung giữa Việt Nam với Hàn Quốc, Cộng hòa Liên bang Đức về việc dạy hai thứ tiếng này ở trường phổ thông Việt Nam. Nhiều ý kiến cho rằng điều này là phù hợp với xu hướng hiện nay. Cái quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc rất là phát triển, đặc biệt là về thương mại, rồi văn hóa và rất là nhiều lĩnh vực nữa. Thì cái nhu cầu về nguồn nhân lực tiếng Hàn ngày càng nhiều. Thì khi mà tiếng Hàn được mở rộng, được đào tạo tại bậc phổ thông thì tôi nghĩ rằng là về tương lai chúng ta sẽ có một thế hệ các em mà rất là thành thạo về ngôn ngữ và sẽ có hiểu biết cả về văn hóa. Trung học phổ thông chuyên ngữ Hà Nội là trường đầu tiên trong cả nước thực hiện dạy tiếng Hàn và Đức như ngoại ngữ thứ nhất từ nhiều năm trước. Trong đó, tiếng Đức đã được giảng dạy như ngoại ngữ 1 từ năm 2008, tiếng Hàn năm 2017. Qua thực tế tuyển sinh thì cho thấy, nguyện vọng đăng ký vào hai ngành này cũng tăng hàng năm. Với lớp chuyên, chỉ tiêu chỉ là 20 thôi, nhưng mà tỷ lệ thí sinh, tức là số lượng thí sinh đăng ký dự thi vào sẽ xấp xỉ 500, từ 450 đến 500, tức là chúng ta thấy là cái tỷ lệ chọi rất là cao. Nó cũng thể hiện được cái nhu cầu, mong muốn của các bạn học sinh và quý vị phụ huynh. Theo chuyên gia, việc đưa thêm hai ngôn ngữ mới không đồng nghĩa với việc bắt buộc học sinh chuyển từ tiếng Anh sang tiếng Đức hoặc tiếng Hàn mà tăng thêm cơ hội lựa chọn. Tuy nhiên cũng cần phải có nghiên cứu tính toán kỹ từ các trường khi triển khai. Đó cũng là một ngôn ngữ khó. Vậy thì cái nghiên cứu để phù hợp với học sinh Việt Nam mà là một đất nước nói tiếng Đức như một ngôn ngữ thứ hai hoặc là thứ ba thì rõ ràng là chúng ta cần phải nghiên cứu. Sẽ còn quá sớm để kết luận tính hiệu quả của một chương trình dạy ngoại ngữ thí điểm. Mọi sự mới mẻ đều khiến chúng ta thấy hoang mang, chăn trở. Tuy nhiên, việc mở ra một ngoại ngữ mới cho học sinh có thể sẽ hạn chế dần sự dập khuôn để giáo dục cùng vận hành với xu hướng của cuộc sống và nhu cầu của xã hội. Do đã chuẩn bị các điều kiện và phương án đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19, nên từ ngày 8 tháng 3, 500.000 học sinh, các bậc học từ mầm non đến trung học phổ thông giáo dục thường xuyên tại Hải Phòng sẽ quay trở lại học bình thường. Trong văn bản mới về việc điều chỉnh một số hoạt động trên địa bàn thành phố Hải Phòng, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Nguyễn Văn Tùng ký chỉ đạo học sinh các cấp học trên địa bàn đi học trở lại từ ngày 8 tháng 3 năm 2021.
Trong năm 2020-2021, Hải Phòng có gần 500.000 học sinh các bậc học. Đến thời điểm này, các nhà trường đã chuẩn bị các điều kiện an toàn đón học sinh quay lại trường để học bình thường. Trước đó, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng đã đồng ý với đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng cho học sinh nghỉ học từ ngày 29 tháng 1 năm 2021 đến khi cho chỉ đạo tiếp theo. Trong thời gian học sinh tạm dừng đến trường, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng cấp tài khoản dạy học trực tuyến trên tất cả giáo viên và học sinh các cấp trừ bậc học mầm non. Sau đó, triển khai dạy trực tuyến cho học sinh từ khối 3 đến tất cả các khối học trong các bậc học và học sinh tại các trung tâm giáo dục thường xuyên. Thời điểm này, đa số các tỉnh thành đã cho học sinh trở lại trường do phải nghỉ 3 tuần vì dịch bệnh, nên song song với việc nỗ lực hoàn thành chương trình đúng tiến độ thì các trường đang tăng cường ôn luyện cho học sinh cuối cấp, nhất là lớp 12. Ngoài tiết học chính khóa thì Nguyễn Công Duy cũng tranh thủ thời gian cả ở trường và ở nhà để luyện thêm đề chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Em thì thi toán lý Anh, là một tuần em sẽ làm này, 2 đề toán, 2 đề lý, 2 đề Anh ạ. Dù công tác ôn tập đã được các trường triển khai từ đầu năm học, tuy nhiên đây được coi là thời điểm quan trọng để học sinh chuẩn bị kiến thức cho kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia sắp tới. Vì thế, bên cạnh việc hoàn thành chương trình chính khóa, thì các trường đều tổ chức những tiết học tăng cường cho các em. Đặc biệt, phải nghỉ học 3 tuần vì dịch, việc học online lại không hiệu quả như trực tiếp, nên công tác ôn luyện cho học sinh lớp 12 năm nay cũng sớm và cấp tập hơn. Các thầy cô dạy trên lớp và dạy đến phần nào thì ôn tập ngay phần đấy để cho các em không bị quên kiến thức. Và chúng tôi ôn tập cho các em phần nào thì chúng tôi cũng cho kiểm tra đúng cái phần đấy. Trong khi khối trường công lập nỗ lực hoàn thành chương trình chính khóa theo tiến độ, thì nhiều trường trung học phổ thông ngoài công lập đã kết thúc trước thời điểm. Tại trường Trung học Phổ thông Hà Thành, toàn bộ học sinh lớp 12 đã bắt đầu được ôn luyện các môn theo tổ hợp mà mình đăng ký. Đồng thời chia trình độ học sinh để có hình thức bổ trợ kiến thức hợp lý cũng là giải pháp của trường này. Thì sẽ phân bổ thời gian, em yếu môn toán thì em sẽ tập trung luyện đề, môn văn thì mình sẽ dành thời gian để mình học thuộc các ý, môn sử, môn địa thì mình cũng sẽ kết hợp đi học thêm cũng như là học thêm, luyện thêm đề của các thầy cô giao ạ. Do chưa có đề minh họa năm nay nên hiện giáo viên vẫn định hướng cho học sinh theo mức độ phân hóa của đề năm 2020, theo đó tập trung và trang bị kiến thức cốt lõi và kỹ năng làm bài thi môn trắc nghiệm. Để việc ôn tập tốt hơn thì sớm có đề minh họa là mong mỏi của cả thầy và trò. Dạy chuyên sâu, trọng tâm vào từng vấn đề và làm sao cho các con học đến đâu, hiểu hết đến đó, không ôm đồm quá nhiều kiến thức. Nếu mà khi mới đã có đề minh họa. Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện các đơn vị chuyên môn của Bộ đang khẩn trương chuẩn bị bộ đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông để dự kiến công bố trong tháng 3. Đồng thời, kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm nay vẫn trong bối cảnh dịch Covid-19. Vì vậy, Bộ sẽ tính toán điều chỉnh hệ thống câu hỏi, bài thi cho hợp lý. Thị trường mùng 8 tháng 3 năm nay xuất hiện nhiều loại quà tặng đặc biệt hết sức độc đáo như bông hoa cài áo mạ vàng, combo hoa hồng sáp thơm, bó hoa sau củ quả. Để nâng cao giá trị những món quà dành tặng cho phái đẹp, hầu hết các sản phẩm đều được chế tác từ những nguyên liệu như vàng bạc. Giá thành của sản phẩm này vì thế rất cao, dao động trong khoảng từ 4 triệu tới 15 triệu đồng mỗi món quà. Ngoài ra, những món đồ liên quan tới hoa cũng được nhiều cửa hàng tung ra thị trường trong dịp này như hoa sáp, bó hoa sau củ. Hai tháng đầu năm 2021, xuất khẩu sắt thép đạt mức tăng trưởng tới 71,9% so với cùng kỳ. Trong đó, các doanh nghiệp lớn như Hòa Phát, Hoa Sen xuất nhiều lô hàng lớn. Theo Tổng cục Hải quan, hai tháng qua, xuất khẩu sắt thép ghi nhận mức tăng chưa từng có, đạt 1,58 triệu tấn. Trị giá 1,1 tỷ đô la Mỹ, tăng 71,9% so với cùng kỳ năm 2020. Nếu tính cả 603 triệu đô la Mỹ từ các sản phẩm sắt thép, tăng 26,4% so với cùng kỳ, thì kim ngạch xuất khẩu sắt thép, sản phẩm sắt thép vọt lên 1,7 tỷ đô la Mỹ. Xuất khẩu sắt thép đã kế thừa mức tăng trưởng từ năm 2020, trong khi nhiều ngành hàng xuất khẩu lớn tuột mất cả tỷ đô la Mỹ vì dịch bệnh, làm tổng cầu sụt giảm. Tỷ sắt thép có mức tăng trên 1 tỷ đô la Mỹ, tương đương 25,1% trong năm 2020. Theo Ngân hàng Thế giới, trong năm nay, GDP của Việt Nam dự kiến tăng trưởng 6,8% sau khi là một trong những nước hiếm hoi có tăng trưởng tương ở khu vực và trên thế giới năm 2020.
những thành tựu chống dịch COVID-19 đã được ghi nhận thuộc nhóm thành công nhất thế giới, cũng như sức chống chịu và đà tăng trưởng kinh tế dương năm qua đã trở thành động lực và kỳ vọng cho nhiều doanh nghiệp vào sự tăng trưởng kinh tế trong năm nay. Thêm một mẻ thép ra lò, thép tôi luyện qua nóng lạnh, cũng như chính những thăng trầm mà doanh nghiệp trải qua trong năm cũ. Những mẻ thép mới mang theo niềm tin sẽ vượt lên khó khăn. Quý 1 năm nay chúng tôi sẽ triển khai tiếp nhà máy 2, nhà máy 3 và các cái nhà máy tiếp theo sử dụng cái công nghệ hiện đại mà nó tốt cho vấn đề môi trường, cái uy tín của Việt Nam hiện nay trên thị trường thế giới, đặc biệt là trong cái thời kỳ dịch Covid-19 này thì rất nhiều đối tác họ cũng thấy rằng là thực sự Việt Nam mình đang có những cái điều rất là mới mẻ và điều rất là tốt để họ tin tưởng và tiếp tục hợp tác với chúng tôi. Những chao đảo, khủng hoảng của năm cũ được ví như phép thử khả năng giữ thăng bằng khi đi trên dây của doanh nghiệp. Hàng không, du lịch từng kiệt quệ thì nay hy vọng vẫn được đặt vào những hành trình mới. Ở đó có sự nỗ lực của từng doanh nghiệp và có cả những cái bắt tay hợp sức đồng lòng. Vietjet cùng đồng hành với cả các doanh nghiệp ở trong các lĩnh vực khác nhau ở Việt Nam thì mới phát triển được nhanh và khôi phục nhanh cho cái ngành hàng không. Và đây cũng là một cái chủ trương và cái chiến lược của chúng tôi trong cái thời gian khôi phục, là chúng tôi bắt tay cùng các công ty lữ hành, cùng các cơ quan quản lý du lịch Việt Nam để xúc tiến và khôi phục lại cái nền du lịch Việt Nam một cách nhanh nhất. Năm 2021 cũng là năm đầu tiên thực hiện nghị quyết 13 của Đảng với mục tiêu đưa Việt Nam thực sự trở thành một nước công nghiệp với những định hướng đặc biệt quan trọng, được kỳ vọng thực sự tạo ra môi trường kinh doanh thuận lợi. Rủi ro nhất vẫn là những cái nghị quyết, nghị định không rõ ràng, chồng chéo, có thể nay làm rất đúng nhưng mai thì chưa chắc là đúng. Đảng, chính phủ đang nỗ lực tập trung, tôi rất kỳ vọng có những quyết sách tốt, có những nghị định, nghị quyết mang tính chất bền vững. Với những khả năng linh hoạt, thích ứng tốt, các doanh nghiệp của Việt Nam đang tận dụng khoảng hở trong giai đoạn hình thành chuỗi cung ứng mới để bứt tốc và khẳng định vị thế mới trên thương trường. Chính vì vậy, niềm tin vào sự phục hồi và phát triển kinh tế vẫn đang thôi thúc các doanh nghiệp tăng tốc để đạt được mục tiêu đã đề ra. Theo Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường, mặc dù chất lượng không khí đã được cải thiện nhiều, tuy nhiên khu vực Hà Nội và các tỉnh, thành phố phía Bắc vẫn đang trong thời gian ghi nhận nồng độ các chất ô nhiễm trong không khí. Trong đó, bụi mịn PM2.5 cao nhất trong năm từ tháng 9 năm trước đến tháng 3 năm sau. Do yếu tố thời tiết có sương mù tập trung chủ yếu vào đêm và sáng sẽ khiến bụi mịn PM2.5 bị nén xuống tầng sát mặt đất, khó khuếch tán lên tầng cao hơn, khiến chất lượng không khí ở mức không tốt cho sức khỏe. Chỉ khi thời tiết có sự thay đổi, có mưa hoặc tốc độ gió tăng, giảm tình trạng sương mù, chất lượng không khí mới có thể cải thiện. Bởi vậy, người dân cần theo dõi thường xuyên các bản tin về chất lượng không khí, hạn chế các hoạt động ngoài trời hoặc gần đường giao thông, đặc biệt vào ban đêm và sáng sớm, đóng các cửa sổ, cửa ra vào, sử dụng loại khẩu trang ngăn được bụi mịn khi không khí ô nhiễm. Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra sáng ngày 5 tháng 3 trên địa bàn huyện Mê Linh, Hà Nội, làm 3 người tử vong. Thông tin ban đầu, vào khoảng 6 giờ 30 phút ngày 4 tháng 3 năm 2021, tại km số 4+600 đường Mê Linh, thuộc địa phận thôn Phú Hữu, xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe ô tô mang biển kiểm soát 30F84517 do anh Lại Hồng Sơn điều khiển, đâm vào phía sau xe máy mang biển kiểm soát 29Z166833 do chị Nguyễn Thị Tê điều khiển. Không dừng lại ở đó, xe này tiếp tục đâm phía sau xe máy 88H22371 do anh Nguyễn Văn Hát điều khiển, lưu thông phía trước cùng chiều. Xe chỉ dừng lại khi lao lên giải phân cách ở giữa đường ngã tư Tam Đồng với đường Mê Linh. Hậu quả, hai người bị thương, riêng chị T tử vong sau đó, tài xế Lại Hồng Sơn cũng bất tỉnh trong khoang lái. Kết quả test nhanh, tài xế Sơn không vi phạm nồng độ cồn cũng như ma túy. Tài xế khai do buồn ngủ nên đã ngủ gật và gây tai nạn. Sau thông tin về vụ phá rừng đặc dụng xảy ra tại Vườn Quốc gia Xuân Sơn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các tổ chức cá nhân còn lơ là, thiếu trách nhiệm khi để xảy ra tình trạng phá rừng đặc dụng tại Vườn Quốc gia Xuân Sơn.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ giao Ủy ban nhân dân huyện Tân Sơn chỉ đạo lực lượng chức năng điều tra làm rõ vụ việc và xử lý nghiêm các đối tượng phá rừng đặc dụng tại khu Hạ Bằng, xã Kim Thượng theo quy định của pháp luật. Đồng thời chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, tuần tra, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cộng đồng dân cư, người dân bảo vệ và phát triển rừng bền vững. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm các tổ chức cá nhân còn lơ là thiếu trách nhiệm trong công tác bảo vệ rừng, còn để phá rừng đặc dụng trong phạm vi quản lý mà không kịp thời phát hiện, ngăn chặn. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin được khép lại chương trình Nhìn từ Phú Hiến của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.